biết làm sao bây giờ. Bây giờ phải làm sao để phát triển tư duy, hoàn thiện bản thân. Phát triển tư duy và hoàn thiện bản thân là một hành trình dài, nhưng ở đây có một số bước mà bạn có thể thực hiện. Đọc sách. Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để mở rộng kiến thức và tư duy. Bạn có thể bắt đầu với sách về tâm lý học, triết học hoặc các lĩnh vực mà bạn quan tâm. Học hỏi từ người khác, tìm kiếm những người mà bạn ngưỡng mộ và có thể học hỏi từ họ. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào các khóa học, tham gia các buổi hội thảo, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là trò chuyện với họ. Đặt mục tiêu, xác định các mục tiêu cụ thể và khả thi cho bản thân. Viết chúng ra và lên kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó. Điều này sẽ giúp bạn có động lực và tập trung hơn. Phản ánh và tự đánh giá, dành thời gian để suy ngẫm về hành động và quyết định của bạn. Điều này có thể giúp bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó cải thiện từng bước. Khám phá sở thích mới, thử nghiệm với những hoạt động mới, như học một ngôn ngữ mới, tham gia vào nghệ thuật hoặc thể thao. Điều này không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng mà còn mở rộng tư duy. Thực hành chánh niệm, thực hành thiền hoặc yoga có thể giúp bạn trở nên tự nhận thức hơn về bản thân và cải thiện khả năng tập trung. Giao lưu và kết nối, tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ hoặc cộng đồng giúp bạn mở rộng mạng lưới xã hội và học hỏi từ những trải nghiệm của người khác. Theo dõi sự phát triển, ghi chép lại những gì bạn đã học và những điều bạn đã thay đổi. Điều này sẽ giúp bạn thấy được sự tiến bộ của mình qua thời gian. Kiên trì và không bỏ cuộc, phát triển bản thân là một quá trình liên tục và bạn có thể gặp phải nhiều khó khăn. Hãy nhớ giữ vững tinh thần và không nản lòng. Giúp đỡ người khác, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bạn với người khác. Giúp đỡ người khác không chỉ mang lại niềm vui mà còn củng cố những gì bạn đã học. Hy vọng rằng những gợi ý này sẽ giúp bạn trong việc phát triển tư duy và hoàn thiện bản thân. Nhớ like và share để nghe những video kế tiếp. Chúc mạnh giỏi, may mắn và thành công.